Thưa quý vị, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục chuyện chung chuyện riêng. Và trước tiên thì chúng tôi muốn đề cập tới một sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng. Đó là vào ngày 6 tháng 11, Công an quận Long Biên cho biết đã phối hợp cùng với Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương truy xét bắt giữ đối tượng tên là Trần Lê Huy, sinh năm 1991, trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, để làm rõ về hành vi dùng hung khí để tấn công hàng loạt người đi đường trong thời gian vừa qua. Đối tượng này chính là một kẻ biến thái mà nhiều ngày qua đã gây ra rất nhiều những vụ việc tấn công các nạn nhân là những người phụ nữ trên địa bàn thành phố và gây hoang mang trong dư luận. Ngày 3 tháng 11 thì đối tượng Trần Lê Huy này đã đi xe máy biển kiểm soát 18M13111 cầm theo gậy sắt có gắn đinh để tấn công nữ sinh đang là sinh viên năm thứ 3 ở ngay vỉa hè của ngã tư Hàng Bài Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, khiến nạn nhân đã bị đa chấn thương vùng mắt. Sau đó một ngày, đối tượng lại tiếp tục dùng dao tấn công hai người phụ nữ khác tại khu vực Vincom Bà Triệu và phố Thái Phiên thuộc địa bàn của phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Tiếp tục điều tra theo hướng mở rộng thì cơ quan công an đã làm rõ. Trong tháng 10, đối tượng Huy cũng đã gây ra hàng loạt vụ tấn công khác, trong đó có vụ việc dùng dao cứa cổ và chém vào gáy một phụ nữ ở khu vực vườn Nghĩa Tân của quận Cầu Giấy. Rất may tất cả nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng. Và có thể thấy rằng đây không phải là những cái vụ việc duy nhất. Trong suốt thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều những cái sự việc tương tự xảy ra, và thường thì các đối tượng sẽ nhắm vào những nạn nhân là những người phụ nữ mà chúng ta thường đi một mình vào buổi tối và thường là không có cái cách nào để có thể chống trả lại cả. Ví dụ như nếu quý vị còn nhớ thì là vào hồi tháng 6 trong năm nay thì trên mạng xã hội cũng lại xôn xao một video clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ trong lúc mà đi xe máy về khu vực phòng trọ của mình thì bất ngờ bị một tên biến thái lao vào và giở trò sàm sỡ. Và theo như đoạn video clip được ghi lại thì thời điểm xảy ra sự việc là vào khoảng 0 giờ 22 phút ngày 28 tháng 6 tại một khu nhà trọ trên phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Qua hình ảnh camera có thể thấy là tên biến thái mặc áo phông đen, quần đùi đen, đeo kính. Hình ảnh từ camera an ninh cũng cho thấy rằng là lợi dụng lúc cô gái không chú ý thì gã thanh niên này đã xông vào khống chế, một tay bịt miệng và tay còn lại thì thực hiện hành vi sàm sỡ nạn nhân. Tương tự như vậy, vào sáng 21 tháng 5 thì mạng xã hội Facebook cũng đã xôn xao khi mà xuất hiện một clip ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm bị một người đàn ông sàm sỡ. Nội dung clip thể hiện khi hai cô gái đi xe máy dừng chờ trước dòng phương tiện gần nút giao Yên Phụ Thanh Niên thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thì xuất hiện một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần. Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông này bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang cầm lái phía trước rồi vội vàng vít ga để phóng đi. Kính thưa quý vị, có thể thấy là trong những cái sự vụ vừa rồi thì những cái đối tượng có những hành vi nhắm vào phụ nữ tấn công thì thường là sẽ tấn công về những cái bộ phận rất là nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ nè, hoặc là những cái nơi mà tối người, hoặc là có những cái kiểu như vắng vẻ tối người á để thực hiện cái hành vi của mình. Cho nên vì vậy tốt nhất là nếu như chúng ta muốn không gặp được những cái tên biến thái như thế này thì chúng ta nên tránh xa những cái cung đường mà quá vắng, quá khuất, hoặc là nếu như đi đêm về thì nên mặc những cái bộ đồ mà nó dài chân dài tay hoặc có áo chống nắng thì chúng ta nên phủ lên để tránh cái việc mà người ta đi ngang qua đường không biết là mình có vô tình đi ngang qua cái kẻ biến thái nào không rồi gặp những cái sự cố đáng tiếc như trên. Bởi vì thực ra theo Phương được biết thì những cái kẻ biến thái này họ có những cái hành vi biến đổi về trạng thái, về cảm xúc, về tâm sinh lý phía bên trong. Nhiều khi là họ không cần biết là đối phương cảm thấy như thế nào, chỉ cần là nhìn thấy là sau khi mình có những cái hành vi sàm sỡ như vậy, hoặc là không cần sàm sỡ nhé, chỉ cần đi ngang trên đường thấy một cái người phụ nữ, những người phụ nữ bất kỳ nào đó thôi, thì những cái tên biến thái này có thể ngay lập tức là tuột quần xuống hoặc là trưng bày những cái bộ phận rất là nhạy cảm trên cơ thể của mình ra. Kiểu giống như là để cho đối phương cảm thấy là sợ hãi. Chị Phương gặp bao giờ chưa? Thật ra là chị cũng từng gặp rồi, nhưng mà gặp ở phía sau chứ không có gặp ở phía trước. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng cảm thấy là mình thấy rồi mình quay đi luôn. Với lại có một lần là Phương đang chạy xe trên đường thì gặp một cái người biến thái lên, họ nói những cái từ rất là tục tiểu, những cái từ mà không bao giờ mình nghĩ là mình sẽ bị nói như vậy luôn. Nhưng mà khi mà người ta thấy mình sợ thì càng kích thích cái việc mà kiểu như càng làm cho họ buông ra những cái lời mà tục tiểu hơn nữa. Cho nên khi mà lần sau mà Phương nhận lòng là cứ đi
trên đường mà xui xẻo lắm, gặp những cái người biến thái như vậy á, thì tốt nhất là chúng ta càng né tránh bao nhiêu thì họ sẽ càng kích thích bấy nhiêu. Cho nên vì vậy á, đáp trả với những cái tên biến thái như thế này á, thì chúng ta nên dùng cái thái độ là kiên quyết, dứt khoát, nhưng cũng phải tùy chỗ thôi. Giả sử mà đang trên đường đông thì chúng ta có thể ứng dụng cái thái độ đó, nhưng mà đang ở trên đường vắng thì tốt nhất chúng ta nên thoát ra cái chỗ đường vắng nó càng nhanh càng tốt. Tại vì dù sao á, thân phận chúng ta là phụ nữ, và với những cái tên biến thái nam như vậy thì khó chống cự. Đúng rồi, lực của phụ nữ rất là khác lực nam giới. Thực ra với những cái chia sẻ của Phương ấy thì mình cũng thấy rằng là đôi khi thực ra là những cái hành động đấy đến rất là bất ngờ và đột ngột. Và nhất là những chị em phụ nữ nhé, thực ra là khi mà bây giờ chúng ta cũng đã ở cái lứa tuổi trưởng thành rồi, mình cũng có những cái phản xạ bình tĩnh hơn. Nhưng mà ví dụ nhé, những cái bạn mới lớn chẳng hạn, hay những cô gái trẻ, thực sự là đầu tiên cảm giác rất là bối rối, và thứ hai đó là cảm giác xấu hổ. Và thực ra lúc đấy như Phương nói là chúng ta có thể có cái động thái cứng rắn hơn, nhưng mà thực sự nếu như đặt đấy là Vân Anh ở khoảng 10 năm trước, nói thật là mình không biết làm như thế nào đâu. Sợ. Mình sẽ đứng sững ở đấy luôn, và thực sự là một là cảm thấy xấu hổ, hai là không biết phải làm sao cả. Và đôi khi đấy như Phương nói là khi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện thể hiện là mình yếu thế, thể hiện là mình ngượng ngập, thì lại khiến cho họ lại có cảm giác bị kích thích hơn. Và một cái chủ đề mà hôm nay chúng ta nói đến ý, đó là những cái biểu hiện như vậy, liệu rằng đó là những hành động cố ý hay là do bệnh. Thì vậy ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin để có thể tìm hiểu rõ hơn. Và thực tế là những cái điều này thì cũng sẽ cần tới những cơ quan y tế hoặc là cơ quan điều tra để làm sao mà chúng ta xác định được rõ nguyên nhân cũng như là mục đích của các đối tượng này. Và thực tế là về phía cơ quan điều tra thì cũng cần làm rõ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng, và làm rõ động cơ mục đích để thực hiện hành vi đó. Đó là những hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến sức khỏe của nhiều người. Và trong trường hợp là quá trình tiếp xúc cho thấy đối tượng có dấu hiệu là tâm thần, cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để xác định khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm thực hiện hành vi xâm phạm. Và nếu như kết quả giám định cho thấy là tại thời điểm thực hiện hành vi, đối tượng mắc bệnh tâm thần hoặc là bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi, thì đối tượng sẽ không bị xử lý hình sự nhưng mà bị áp dụng biện pháp là bắt buộc chữa bệnh. Nếu như kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng này hoàn toàn bình thường, thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra thì nếu như kết quả điều tra có xác định là có hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản, thì đối tượng cũng có thể bị xử lý về tội là cướp tài sản. Trường hợp sử dụng vũ lực nhằm quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân thì cũng có thể bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm. Còn đối với trường hợp thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân nhưng không nhằm mục đích là chiếm đoạt tài sản, cũng không nhằm mục đích là giao cấu trái ý muốn của nạn nhân, thì có thể đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc là tội gây rối trật tự công cộng. Và những hành vi của những đối tượng nói trên rõ ràng là gây rất nhiều những cái sự nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, và trong đó thì có cả tính mạng, sức khỏe của công dân, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Rõ ràng là câu chuyện liên quan tới việc là chúng ta bị những cái đối tượng biến thái tấn công rất là đột ngột ở ngoài đường thì không hề hiếm gặp. Bản thân em nói thật là khi mà em còn học cấp 2, đúng như chị Vân Anh nói, tức là khi mình còn là một cô gọi là thiếu nữ đi, mình mới lớn và mình chưa hiểu một cái chuyện gì cả, thì em học cấp 2, học ở trường chuyên của thành phố. Thế nhưng mà bình thường mà em học buổi chiều là học cái giờ của lớp chuyên văn ấy, thì cô giáo sẽ hay kiểu như là khoảng tầm 3 giờ hơn, học được hơn một tiếng rồi thì cô sẽ đặt một cái thức món ăn gì đấy để cho cả cái lớp chuyên văn ăn, và mình thì là lớp phó học tập thì mình sẽ hay đi ra ngoài để nhận cái đồ ăn đấy cho các bạn. Và khi đi ra ngoài thì có một lần em đã vừa đi ra ngoài đến cổng thì bắt đầu tưởng rằng là cái anh đó là cái anh shipper sẽ giao đồ ăn cho mình, thì ông ấy bước xuống xe máy mặc một cái áo măng tô và ngay lập tức cởi ra, bên trong không mặc một cái gì hết. Thực sự là đối với một cô gái mà đang ở độ tuổi mới lớn mà thực sự không biết làm thế nào thì em chỉ biết khóc, và em đã nghỉ học mất gần một tuần sau đấy. Và mẹ hỏi cũng không nói lý do là vì sao, bởi vì mình rất là sợ, mình sợ rằng là nếu như mình có đi học lại và mình lại gặp phải đối tượng đấy thì mình không biết là phải xử lý như thế nào và cũng không biết nói với ai. Nhưng em nghĩ rằng là bây giờ thì các bạn nữ cũng đã có một cái sự gọi là nhận thức tốt hơn so với chị em mình ở thời điểm đó, tức là các bạn đã có ý thức bảo vệ mình nhiều hơn. Ví dụ như là em gái của em thì bạn ấy ngay từ khi còn nhỏ là bạn ấy đã xin mẹ cho đi học võ chẳng hạn, để trong những cái trường hợp mà bạn ấy phải có những cái hành động để bảo vệ bản thân mình thì bạn cũng sẽ biết những cái cách thức cơ bản nhất, hoặc là các bạn ấy cũng sẽ có những cái sự gọi là tự tin hơn trong cái việc là chia sẻ cái điều đó với bố mẹ hay là với thầy cô để có thể lên án, hoặc là những cái confession ở trên mạng xã hội, ở trên fanpage của trường, để các bạn học sinh khác có cách để mà phòng tránh. Thì em nghĩ rằng là bây giờ các bạn cũng đã tự tin hơn. Tuy nhiên thì rõ ràng là vẫn có những cái vụ việc mà các nạn nhân không dám lên tiếng, và chính cái sự không dám lên tiếng của nạn nhân thì sẽ lại càng khiến cho cái hành vi này ngày càng phổ biến hơn, và các nạn nhân cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Chính xác là như vậy. Chúng ta thấy rằng là đúng là trong thời đại ngày nay thì chúng ta ý thức hơn việc là sẽ lên tiếng với những hành động
quấy rối tương tự như vậy. Rõ ràng là trước hết không chỉ là để bảo vệ bản thân mình mà còn chính là hành vi để chúng ta có thể hạn chế những cái hành vi xấu đó cũng như bảo vệ những người khác. Bởi vì nếu như mà hành vi đấy không được lên tiếng, không ai biết thì họ vẫn sẽ tiếp tục với rất là nhiều những cái bạn khác. Và bây giờ thì việc mà chúng ta sẽ cần suy nghĩ, Vân Anh nghĩ rằng là đó là cách đầu tiên, đó là làm thế nào để mình có thể phòng tránh. Trước khi chúng ta nói tới việc là chúng ta chống thì chúng ta sẽ phải phòng đã, đúng không nào? Dạ vâng ạ. Vậy một trong những cái cách phòng hiệu quả nhất mà Vân thấy là chúng ta nên hạn chế đi vào những cái cung đường mà quá vắng vẻ, những nơi quá vắng vẻ. Tại vì thực ra bản thân chúng ta đã là phụ nữ rồi thì khi mà đi vào trong những cái chỗ mà khuất người quá, không biết được là trong bóng tối sẽ có những cái nguy hiểm nào nó có thể rình rập với chúng ta. Thứ nhất là những cái tên biến thái, thứ hai nữa là trộm cướp. Cho nên vì vậy đề phòng và hạn chế tránh đi vào những cái nơi mà vắng người như vậy cũng là một trong những cách rất là hiệu quả để chúng ta phòng tránh được những cái tai nạn từ những cái tên biến thái như vậy. Và cái thứ hai nữa là giống như Phương Anh cũng đã chia sẻ, có thể là đối với thế hệ của chúng ta tầm khoảng 9X, đầu 9X đó, thì khi mà nói đến biến thái này chúng ta sẽ nghe còn hơi lạ lẫm một xíu, và khi mà chúng ta gặp chúng ta sẽ chưa biết cách thức để đối phó như thế nào. Nhưng mà trong khoảng chục năm đổ lại đây thì cái cụm từ này chúng ta nghe nó đến nhiều hơn, những hành vi cũng nhiều hơn, và vì thế thì có thể là các bạn trẻ cũng có nhiều cái kỹ năng mềm hơn, được dạy dỗ nhiều hơn để có thể đáp trả khi mà gặp biến thái trên đường. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta tự tin quá thì nó cũng là một trong những cái việc mà nó đẩy chúng ta vào trong những cái tình huống mà chúng ta không ngờ đến. Giống như việc mà chúng ta tự tin là chúng ta có thể đáp trả được những cái hành động đó, rồi chúng ta vô tư mặc những cái áo mà nó quá hở hên, nó quá hở hang đi trên đường, thì Phương thấy đây cũng là một trong những cái tình huống mà chúng ta dễ gặp biến thái nhất. Tại vì thực ra theo Phương á, không ai cấm chúng ta mặc cái gì cả, nhưng mà chúng ta phải mặc đúng nơi đúng chỗ để tránh những cái tình huống xấu xảy ra với mình. Như chẳng hạn việc đi trên đường, nhiều khi á, Phương thấy có những cái cô gái mặc áo rất là mỏng và nhiều khi là thấy luôn cả áo lót ở bên trong, hoặc là không có mặc bra bên trong, ta thấy một cái tấm lưng trần và ở phía trước là áo nó không có ôm đâu chị, mà nó cứ bay phất phới như vậy. Thì thực ra mình là người phụ nữ nhất, khi mà mình chạy qua thì mình cũng không tránh được cái việc tò mò, mình không quay lại nhìn, nhưng mà cái ánh mắt của mình sẽ nhìn lâu hơn một xíu. Cái hình ảnh nó rất là khác với những cái người phụ nữ khác. Thì mình là phụ nữ mình còn như thế, thì huống chi là đối với những người nó bị bất thường về tâm sinh lý thì sẽ không tránh được mình gợi cái tính mà ham muốn dục vọng rồi kích thích cái sự biến thái của họ nhiều hơn. Với cả một điều nữa thì Vân Anh nhận thấy rằng là đôi khi thì chúng ta nếu như mà có thể nhận diện được những cái nguy cơ có thể xảy ra thì chúng ta cũng sẽ có thể tìm cách tránh. Ví dụ Vân Anh thấy rằng là đôi khi những cái kẻ biến thái cũng sẽ tận dụng ở những cái nơi ví dụ như là công cộng này, những cái nơi đông người để có thể dễ dàng thực hiện những hành vi đó. Ví dụ như một trong những nơi mà Vân Anh tin rằng rất nhiều những bạn nữ đã từng gặp phải tình trạng quấy rối đó trên xe buýt, đặc biệt là trên những khung giờ cao điểm. Và Vân Anh là một người mà gắn bó với xe buýt khá là nhiều, bởi vì là trước đó thì hoàn toàn là mình không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy, nên là hồi đi học là chủ yếu là mình đi xe buýt, nhất là hồi mà cấp 3 cũng như là cái hồi mà hồi mới vào đại học. Và thực tế là mình vẫn còn nhớ rằng là hồi cấp 3 thì là cứ đầu tuần là phải mặc áo dài đó, và mọi người biết là ví dụ như áo dài thì truyền thống nhưng mà cũng sẽ có những cái khoảng hở rất là gợi cảm riêng của áo dài, ví dụ như là cái phần đường eo của chúng ta, cái đường hông nó sẽ có một cái hình tam giác khoảng hở nho nhỏ đó, khi mà giữa cái phần mà lưng quần với cả cái phần mà vạt áo. Và lúc mình vẫn còn nhớ đó là hôm đấy là mình lên xe buýt và tự nhiên là mình đang đứng thôi, và tự nhiên mình cứ có cảm giác là ai đang nhìn mình. Và lúc mình nhìn sang bên tay phải thì thực sự là có một ánh mắt nhìn chằm chằm đúng cái khoảng hở duy nhất trên cái phần mà mặc áo dài đó. Và khi mà nhìn cái ánh mắt đó là mình đã cảm thấy là không lành rồi. Và điều đầu tiên mình làm đó là mình trốn vào trong cái nơi mà ở xung quanh mình toàn là các chị em phụ nữ. Đó, và sau đó thì may quá là có một người đứng lên và mình ngay tức mình ngồi vào cái vị trí đó. Và xung quanh mình để ý là toàn các chị thôi, không có bất cứ nam giới nào cả. Và bởi vì lúc đấy thì sợ muộn học nên là không thể đi xuống đi xe khác được cả, và mình chỉ có tìm cách là đứng ở nơi mà cảm thấy an toàn, đó là không có nam giới mà chỉ có phụ nữ thôi. Và sau khi mà đến cái điểm xuống mà đi xuống rồi, mình vẫn còn cảm thấy là tim mình vẫn đập rất là nhanh, bởi vì ở thời điểm như Phương Anh hồi xưa đó là thời đó thực sự là mình thấy rất là xấu hổ, thấy rất là bỡ ngỡ và không biết xử lý mọi thứ. Thưa, cái duy nhất mình có thể làm đó là trốn, và trốn vào một nơi an toàn thôi. Chứ chắc chắn là mình cũng không có đủ dũng cảm lên tiếng thời điểm đó, cũng không biết phải xử trí như thế nào. Nhưng mà Vân Anh nghĩ rằng là nếu như chúng ta có thể nhận diện những tình huống trước
thì thay vì việc là nó đến rồi thì mình mới không biết làm sao, thì chúng ta có thể tìm cách gọi là 36 kế chuồn là thượng trách. Em nghĩ rằng đến thời điểm này có khi em cũng chỉ biết chuồn thôi, chứ còn mình cũng chưa có một cái kỹ năng thực sự để mà có thể chống trả lại vào cái thời điểm đấy, thì tìm mọi cách để mình có thể là lách ra và thoát ra khỏi cái tình huống đấy càng nhanh càng tốt. Chị em mình thì cũng rất là may mắn vì chưa gặp phải một cái trường hợp mà họ thực sự tác động vật lý đến cơ thể mình bao giờ cả. Em chỉ nhớ rằng là ở ngay tại cơ quan của mình thì cũng có một lần em đi vào trong thang máy thì chỉ có một anh đàn ông và em là người thứ hai đi vào trong thang máy thôi, và anh ấy có một cái hành vi là từ tầng 1 đi lên tầng 7 anh ấy nhìn em chằm chằm. Anh ấy nhìn chằm chằm và cái miệng thì liên tục gọi là liếm môi, trông rất là đáng sợ. Nói thật là đến bây giờ là mình đã rất là lớn rồi, mình ý thức được rồi, mình cũng có thể là mình gọi là hiểu cái hành vi đó rồi, nhưng mình vẫn không thể nào mà mình có một cái cách thức nào để chống trả lại được. Và lúc đấy vẫn rất là sợ, đến lúc ra khỏi thang máy rồi vẫn còn cảm thấy tim đập chân run. Thì em nghĩ rằng là cho chị hỏi một xíu, lúc đấy là đi từng mấy tầng mấy? Em đi từ tầng 1 đến tầng mấy? Em lên tầng 7, nhưng mà em đã không dừng lại được ở tầng 7 mà em phải ra ngay ở tầng 4, nghĩa là em phải bấm thang máy ra cái thang trước đấy để mình có thể ra ngoài, bởi vì tầng 2, tầng 3 của mình thì cũng không có người, nên xác định là mình phải lên ít nhất là tầng 4 thì mới có người để mình cầu cứu được. Nói chung là cũng rất là sợ. Thì em nghĩ rằng là không phải là nó xa xôi ở ngoài trên đường đâu, có thể ngay xung quanh cái nơi mà chúng ta sinh sống cũng có thể có những tên biến thái, mà khi mà đâu quá đông người thì họ chưa bộc lộ ra thôi. Khi nào mà có những cái điều kiện thì họ sẽ lại có những cái hành vi bất gọi là không lịch sự đối với mình. Thì em nghĩ rằng là nếu như chúng ta mà có thấy những cái hành vi như thế thì chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là nếu như là người thân của mình nhé, mình cũng nên giúp đỡ. Bởi vì em nghĩ có rất là nhiều người họ không phải là họ có cái ham muốn gọi là giao cấu tình dục thực chất với mình về mặt vật chất, về mặt vật lý đâu, mà đơn giản là họ chỉ bị một cái bệnh rằng là họ sẽ đạt được cái khoái cảm khi họ thấy những người khác cảm thấy run sợ trước mình. Nên là em nghĩ đây là cũng là một cái dạng gọi là bệnh tâm lý của họ. Cho nên là nếu chúng ta có gặp những cái tình huống như thế, nếu như là một cái người mà chúng ta biết thì cũng nên có một cái sự giúp đỡ họ để họ có thể là thoát khỏi căn bệnh đó càng sớm càng tốt. Dạ vâng, và thưa quý vị, hầu hết những cái người mà có cái những cái biểu hiện về biến thái như vậy thì thường sẽ bị mắc những cái vấn đề về tâm sinh lý. Và trên thực tế thì theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, phó giám đốc trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức, thì đối với những hành vi của kẻ biến thái đã có những cái hành vi lệch lạc về tình dục thì cần phải gặp bác sĩ để điều trị. Các rối loạn tình dục là một dạng sở thích, và bản thân của họ thường vẫn biết là nếu như chiều theo sở thích đó thì sẽ có những cái tác động xấu xảy ra và xâm hại đến sức khỏe tinh thần nhân phẩm của người khác, chắc chắn sẽ bị vi phạm vào pháp luật. Nhưng mà họ vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ một số ít người rối loạn sở thích tình dục thực sự là bệnh tâm thần thì chúng ta phải cần đến gặp bác sĩ và điều trị ngay kịp thời. Và đó là khi họ bị những hoang tưởng, những ảo thanh sai khiến, có những cơn xung động, ám ảnh cưỡng chế mạnh đến nỗi là không làm chủ được hành vi của mình. Khi phân biệt người thân, người quen của bạn có những dấu hiệu này thì chúng ta cần đưa sớm đến bác sĩ tâm thần để dùng thuốc khống chế căn bệnh, để càng lâu bệnh càng trầm trọng. Và chính vì những hoang tưởng, ảo thanh có thể dẫn họ đến hành vi còn nguy hiểm hơn những hành vi biến thái, đó chính là gây hại cho tính mạng của những người khác. Trong trường hợp các triệu chứng mới chỉ đơn thuần là rối loạn sở thích tình dục, có thể can thiệp tâm lý giúp người đó biết cách và hướng sự chú ý sang những hoạt động lành mạnh hơn, biết kiềm chế bản thân trước sở thích lệch lạc và không có hành động xâm phạm đến người khác. Và để trả lời cho câu hỏi mà chính chúng ta đã đặt ra từ đầu tiểu mục này, đó là biến thái đó chính là bệnh lý hay là cố ý, thì rõ ràng chúng ta thấy là cả hai trường hợp đều có thể xảy ra. Đó thực sự là có thể là có những người họ bị rối loạn về tâm sinh lý và dẫn tới những cái biểu hiện đó, thì lúc này chúng ta sẽ cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để xác định được những cái rối loạn tâm thần, và cùng với đó là sự hỗ trợ của gia đình để đưa bệnh nhân đi điều trị. Còn có những kẻ thực sự là đó là những hành vi cố ý để có thể quấy rối những người xung quanh và đặc biệt là các chị em phụ nữ, thì lúc này thì nếu như sau khi cơ quan chức năng đã xác định được là họ hoàn toàn có thể điều khiển hành vi của mình thì sẽ cần có những biện pháp để trừng trị. Thế còn với chính những người mà ở thế yếu và thường là những cái đối tượng để có thể tấn công thì chính chúng ta cũng sẽ cần phải trang bị những kiến thức và kỹ năng để có thể bảo vệ bản thân mình. Và hy vọng rằng là qua chuyên mục vừa rồi thì cũng đã cung cấp tới quý vị một số thông tin để chúng ta hiểu rõ hơn về thực trạng đang diễn ra cũng như có những cách để dự phòng cho bản thân.